Xin chào toàn thể mọi người nha. Hôm nay Vũ lại tiếp tục làm video về cơ điều nha mọi người. Thì như tiêu đề Vũ nói thì nhìn thì không khó nhưng mà cứa thì là khó không tưởng. Đấy, thì ở đây mình cứa thì khó là khó ở điểm nào? Thì ở đây sau này thì các bạn cũng nhìn thấy ở đây Vũ lại có một góc điều nha mọi người. Thì khi mình cứa mà nó khó là khó ở điểm nào? Thì khó là khó đối với những người như Vũ, mà những người mới tập cứa, chứ những người mà người ta mới tập cứa là mình mới bắt đầu cứa điều á, là mới lần đầu cứa. Còn những người mà người ta cứa điều chuyên nghiệp á, thì khi mà người ta cứa, người ta nhìn vào góc này là người ta sẽ hình dung ra được là mình phải cứa như thế nào. Đấy, thì Vũ không biết là mọi người khi mà mọi người cứa điều mọi người có lấy bao bì hay không, nhưng mà ở Vũ đấy á, Vũ cứa thì khó là khó cái mình cứa bao bì. Đấy, thứ nhất là khi mà mình nhìn vào một góc điều như thế này nha mọi người. Đấy, mọi người nhìn kỹ nha. Đây, thì góc điều như thế này là mình phải làm sao mình phải cắt cho nó ra một lõng bao bì cho đẹp. Đấy là khó, là khó ở điều đó. Mà lâu là cũng do điều đó mà thành ra lâu nha mọi người. Thì thường á, ở Vũ đấy thì Vũ cắt bao bì là bao bì điều là này là 70 phân, là khi là mình đó khoảng 70 phân nha mọi người. Đấy là mình sẽ cắt, mà bao bì điều ở đấy á là mình cắt làm phải đẹp. Nhưng mà thứ nhất là mình phải tiền làm sao cho nó băng ở với cái khúc góc này và mấy cái mắt này, là mình phải tiền cho nó băng mà nó đẹp thì nó mới ra được một lõng bao bì nha mọi người. Đấy, thì nó khó là khó ở chỗ đó. Nhưng mà những người chuyên nghiệp á, người ta mà cứa rân á, người ta nhìn vào là người ta biết cứa như thế nào liền. Mình cứa làm sao để cho nó ra lõng bao bì. Nhưng Vũ thì Vũ mới cứa lần đầu, cứa hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai thì cũng hơi khó, hơi lâu. Đấy, đây nè. Khi bắt đầu cứa là mình mới vào cứa là mình phải nhìn túi nhìn lại nè, mình nhìn xem mà mình cứa thế nào để cho nó ra một lõng bao bì cho nó đẹp. Nên nó rất khó. Cái này thì lát nữa Vũ cứa rồi Vũ sẽ quay đi cho các bạn xem, cho mọi người cùng xem là mình cứa nó khó như thế nào nhá. Oh.
Hello mọi người nha. Thì bây giờ cũng đã chiều rồi, bây giờ Vũ nghỉ với nhau mọi người. Thì mọi người cũng đã thấy Vũ cắt bao bì rồi đó. Thì để có được một lọng bao bì đẹp á thì mình phải tiền đuôi tiền lại cho nó phẳng đẹp, nên thứ cha nó rất cắt điêu nó rất khó nha mọi người. Nhưng mà ngược lại bao bì á, bao bì thì cắt lại khó, nhưng mà giấy á, củi á, củi á thì lại cắt lại phải là bao bao cửa nha mọi người. Đây có cửa nào thì mình cắt cửa đó nha mọi người. Đây củi thì lại khác, củi thì chủ người ta cũng bán té, mình cắt thì mình cũng ăn té, nên là bao cửa nha mọi người. Đấy, cửa dài chừng nào thì tốt chừng đó. Đây mọi người xem. Đấy, cắt chẳng đã cái này về cột thun bản chim là vô đít luôn nha mọi người. Đây, một ngày tôi qua thì cho mọi người xem con máy của Vũ này, nó vô cùng là dở luôn nha mọi người. Đây này là mũ mũ điêu không à, rất là dở. Còn đây là lỏng bao bì hôm nay của này mình phải cân như thế nào để mình cắt cho nó được một lỏng đẹp nha mọi người. Thì hôm nay Vũ cũng chia sẻ với mọi người là nhìn điều là thấy không khó, nhưng mà cắt thì là khó không tưởng nha mọi người. Thì đến đây Vũ cũng xin kết thúc video nha. Nếu mọi người xem video thấy hay thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký nha. Xin chào toàn thể mọi người.